Chắc em cũng sẽ, nghe với lại em cũng sẽ. Chịu khó đến như đâu. Nhà mới đây á. Nói chị mày nói nhập tâm dữ luôn. Ừ. Mà bà gọi như thầy họ gọi tới đó. Ừ. Nếu mà còn gọi điện thoại nó báo cho mình mua chỗ đóng luôn không ai chuyển. Mà tệ nhiều. Mày có biết ra không? Là một mà cứ ôm cái điện thoại đấy biết đây này. Nữa mặt cũng bạc điện rồi, đầu bạc điện rồi lòng cũng còn để cái điện thoại che góc đèn đi xã cũng để y nữa. Nên là ra mà đập mới lạ thì nói chứ trời. Ừ thì nói bảo đó cái thả cái điện thoại xuống cái che góc đèn.
Tức vậy chắc không có cổ lông mày phải không? Cổ đi cho nó đỡ với nặng mụn được chứ. Lông về quá. Cổ bớt lông cho nó sạch sẽ với sao đây. Chưa chị. À, 20 phút nữa. Dạ nam đó luôn. Thank you.